Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này. Dầu ăn Sobigon Extra. Sobigon Extra, thêm dưỡng chất cho trái tim khỏe. Tà lốc thì được mua ngoài chợ 42. Cây chuối sao hài nhò tư hết. Cảm ơn bà con. Rất là vui và rất là hạnh phúc ạ. Bữa cơm yêu thương 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đồng hành Hàn Việt được phát sóng định kỳ trong khung giờ 7 giờ sáng thứ năm hàng tuần trên kênh HTV7. Chương trình này được sự tài trợ của Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam Vocarimex. Thưa quý vị và các bạn, trước mối lo của người tiêu dùng về các sản phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm, đặc biệt là những sản phẩm có liên quan đến ngành chăn nuôi, hiện nay có khá nhiều doanh nghiệp đã đầu tư mạnh mẽ hơn vào quy trình sản xuất ở tất cả các khâu, từ lựa chọn con giống, nguyên vật liệu chăn nuôi, giết mổ đến phân phối đến tận tay người tiêu dùng để nhằm tạo ra những sản phẩm thuyết phục hơn đối với người tiêu dùng. Trong chương trình hôm nay, xin mời quý vị khán giả hãy cùng dành nhiều thời gian hơn để chúng ta cùng tìm hiểu những vấn đề rất thiết thực có liên quan đến vấn đề người tiêu dùng và các sản phẩm chăn nuôi, với một số những nội dung chính của chương trình như sau. Nhu cầu sử dụng sản phẩm sạch trong ngành chăn nuôi. Ngành chăn nuôi với việc ứng dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế. Và những nội dung như vừa nêu sẽ được chuyển đến quý vị khán giả ngay sau chuyên mục bản tin doanh nghiệp với một số những tin tức đáng lưu ý như sau. Nếu như trước đây, để mua được chiếc cặp chống gù siêu nhẹ cho con trẻ, các gia đình phải tìm nguồn hàng từ nước ngoài với giá thành khá cao, thì nay, việc sở hữu sản phẩm này đã trở nên dễ dàng hơn. Tại thị trường trong nước, công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại sản xuất Hương My, Ha My đã nghiên cứu thành công và sản xuất ra loại cặp sách siêu nhẹ với trọng lượng chỉ bằng 1/3 hoặc 1/2 so với cặp sách thông thường. Năm học này, Ha My giới thiệu đến người tiêu dùng dòng sản phẩm ba lô chống gù được thiết kế với phần quai đeo có thể điều chỉnh, có lớp đệm mút, giúp trẻ em không bị nhức mỏi vai trong quá trình sử dụng. Nguyên liệu được sử dụng để sản xuất loại ba lô và cặp sách này đều là vải polyoxfox, phủ PVC và PU, không thấm nước và không có mùi hôi, không dùng keo tái sinh, dây đai chất liệu polysorbent, ni lông chịu lực và không co giãn, dây kéo nhẹ êm và bền chắc, khóa nhựa dẻo không độc hại đạt chuẩn EU, v.v. Được biết, sản phẩm cặp sách Ha My là một trong những đơn vị tiên phong trong việc tham gia vào chương trình bình ổn giá mùa khai trường của thành phố Hồ Chí Minh từ những ngày đầu chương trình được triển khai. Bên cạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm nhiều hơn tới đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. Không chỉ đảm bảo quyền lợi, tiền lương, thực hiện tốt công tác an toàn vệ sinh lao động, nhiều đơn vị còn tổ chức chương trình tham quan, nghỉ dưỡng cho cán bộ, nhân viên và người lao động, giúp tạo thêm sự gắn bó, đoàn kết trong công ty. Mới đây, Tổng công ty công nghiệp dầu thực vật Việt Nam Vocarimex đã tổ chức cho nhân viên, người lao động và thân nhân đi tham quan, nghỉ dưỡng tại Đà Lạt. Trong chuyến đi này, ngoài việc ghé thăm một số danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử của địa phương như núi Lam Bi An, thác Đa Tanh La, thiền viện Trúc Lâm, v.v. Doanh nghiệp cũng tổ chức giao lưu, chúc mừng sinh nhật, khen thưởng giúp khích lệ tinh thần, tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau và rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm cho cán bộ, nhân viên. Được biết, hàng năm doanh nghiệp này đều tổ chức trao tặng nhiều phần thưởng giá trị cho cán bộ nhân viên có thành tích tốt trong công việc, đưa ra nhiều ý kiến sáng tạo góp phần thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp. Với sự phát triển của ngành nội thất và thời trang trong những năm gần đây, thị trường nguyên liệu may mặc cũng trở nên sôi động hơn, đặc biệt là nguyên liệu da. Tại công ty trách nhiệm hữu hạn Auri Việt Nam, một đơn vị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, loại da thật 100% dùng cho da giày và túi xách, hai nguyên liệu da cho ngành nội thất.
hiện đang rất được ưa chuộng. Đây cũng là những mặt hàng chủ lực mà doanh nghiệp này đang cung cấp cho thị trường. Đa dạng về mẫu mã, chủng loại và sản phẩm an toàn cho sức khỏe người sử dụng, môi trường là những yếu tố được doanh nghiệp này đặt lên hàng đầu để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng và đối tác. Hiện tại, không chỉ là nhà cung cấp nguyên liệu quen thuộc cho nhiều doanh nghiệp trong nước, Auri Việt Nam còn xuất khẩu sang nhiều thị trường như Italia, Đức, Pháp, Anh, Thụy Điển, Úc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, v.v. Mỹ phẩm là một trong những ngành hàng có sự phát triển mạnh trong những năm gần đây. Với sự xuất hiện của không ít thương hiệu Việt, vừa qua, tại hội nghị tri ân khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại dịch vụ Huyền Cò cũng đã giới thiệu ra thị trường bộ đôi sản phẩm chăm sóc da mặt và dưỡng trắng toàn thân thế hệ mới với tên gọi Whitening Face Cream và Whitening Body Lotion. Bộ đôi sản phẩm này được doanh nghiệp nghiên cứu dựa trên tài liệu khoa học về tế bào gốc thực vật, cây acai và hợp chất chống mất nước 2-hyaluronic acid, thường được gọi là HA, có nhiều tác dụng trong khả năng chống oxy hóa, giúp da mềm mượt, chống lão hóa, v.v. Không chỉ ứng dụng trang thiết bị hiện đại, dây chuyền công nghệ sản xuất được nhập khẩu từ châu Âu, hiện tại các loại mỹ phẩm do doanh nghiệp này cung cấp đều được tổ chức và giám sát chất lượng bởi Tổ chức Đánh giá và Chất lượng Quốc tế QMS Australia. Với tham luận vai trò của vi sinh vật trong nông nghiệp hữu cơ, công ty cổ phần thương mại Green Garden đã mang đến cho hội thảo công nghệ cao gắn với định hướng phát triển nông nghiệp hữu cơ và những ứng dụng trong thực tế của ngành nông nghiệp Việt Nam. Cái nhìn rõ nét hơn về xu thế của ứng dụng này trên thế giới nhằm phát triển một nền nông nghiệp bền vững, xanh và sạch, đem lại lợi ích cho nhà nông và người tiêu dùng. Công ty cổ phần thương mại Green Garden là đơn vị đã nghiên cứu, ứng dụng các dòng vi sinh có nguồn gốc từ Nhật Bản để sản xuất các chế phẩm vi sinh và phân hữu cơ vi sinh, thuốc phòng trừ sâu bệnh, phục vụ cho nông nghiệp theo tiêu chuẩn Việt Gáp, Global Gáp. Hiện doanh nghiệp này đã đầu tư vào công nghệ và sản xuất các chế phẩm sạch, chủ yếu gồm phân bón hữu cơ vi sinh đảm bảo sử dụng 100% nguyên liệu là tự nhiên. Cùng với yêu cầu ngày càng cao của thị trường về chất lượng hàng hóa, doanh nghiệp trong nước đã chú trọng hơn tới việc áp dụng các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế trong sản xuất. Theo công ty trách nhiệm hữu hạn cổ phần Maskiwi là đơn vị chuyên sản xuất và phân phối xe đẩy hàng tiêu chuẩn xuất khẩu, doanh nghiệp này đã được chứng nhận ISO 9001-2008 đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang các thị trường khó tính như Mỹ, Thụy Điển, Panama, Ấn Độ, Malaysia, Philippines, v.v. Ba dòng sản phẩm chính mà doanh nghiệp này cung cấp gồm sản phẩm xe đẩy hàng 4 bánh, xe đẩy hàng 2 bánh và xe đẩy hàng đa năng. Sản phẩm được làm từ nhựa công nghiệp cao cấp và hợp kim nhôm nên có trọng lượng nhẹ, thuận tiện cho việc di chuyển, tránh được vấn đề oxy hóa gỉ sét. Dự kiến trong thời gian tới, doanh nghiệp này sẽ giới thiệu ra thị trường một số dòng sản phẩm chuyên dùng cho nhà máy nước, khu công nghiệp lớn và hỗ trợ di chuyển hàng hóa lên xuống cầu thang. Phân khúc thời trang cao cấp tại Việt Nam những năm gần đây đã có sự thay đổi đáng kể khi không ít doanh nghiệp đã tạo dựng được tên tuổi và vị thế của mình tại thị trường trong và ngoài nước. Đơn cử như thương hiệu Mars Leather của công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại và dịch vụ Trần Huỳnh với dòng sản phẩm túi, giày, ví, dây nịt từ 100% da cá sấu, da trăng và da đà điểu đã xuất khẩu sang nhiều nước trên thế giới như Đức, Hàn Quốc. Trong đó được ưa chuộng hơn cả là sản phẩm thủ công được chế tác bởi đội ngũ nghệ nhân lành nghề, giàu kinh nghiệm kết hợp với loại da chất lượng cao đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hiện công ty Trần Huỳnh cũng xây dựng được đội ngũ thiết kế để thường xuyên giới thiệu ra thị trường các mẫu sản phẩm mới, vừa thực hiện được các đơn hàng có yêu cầu thiết kế riêng. Điều này là phù hợp với nhu cầu của thị trường nói chung và của phân khúc thời trang cao cấp nói riêng. Cùng với sự phát triển của đời sống xã hội, nhu cầu ăn no mặc ấm đã được nâng lên thành ăn ngon mặc đẹp. Ở thời điểm hiện tại, tiêu chí sử dụng mua sắm hàng hóa lại có những thay đổi nhất định và đều hướng tới một mục tiêu chung là chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe thể chất và vẻ đẹp của con người. Để tiêu dùng an toàn,
người tiêu dùng cũng trở nên khắt khe hơn trong vấn đề lựa chọn hàng hóa, nhất là đối với mặt hàng thực phẩm. Về thực phẩm, theo tôi thì thực phẩm bây giờ quá đa dạng, khó mà phân biệt được cái nào tốt, cái nào không tốt. Tiêu chí tôi thường ưu tiên hàng đầu là người quen, và tại vì tôi biết đó rồi, hoặc là những sản phẩm có đã có thương hiệu trên thị trường, đã có uy tín rồi là tôi sử dụng quen, tôi sẽ hay sử dụng tiếp. Cuối năm 2016, việc thành phố Hồ Chí Minh chính thức vận hành đề án nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo, cũng như công bố danh sách các điểm bán thịt heo có truy xuất nguồn gốc từ nơi sản xuất đến nơi giết mổ đã góp phần xây dựng một thói quen mua sắm hiện đại cho người tiêu dùng, đó là kiểm tra nguồn gốc của thực phẩm chăn nuôi trước khi quyết định mua hàng. Theo tôi, với cái đề án mà truy xuất nguồn gốc thịt heo này rất có lợi cho tôi, bởi vì tôi nhờ vậy mà tôi có thể truy xuất được các nguồn gốc về cái thịt lợn ở ngoài chợ. Ngày xưa tôi ra chợ tôi mua thì mấy cái sản phẩm đó tôi không biết từ cơ sở nào sản xuất, có được đảm bảo vệ sinh hay không thì tôi không biết. Nhưng mà với đề án này đã giúp cho tôi biết được cái nguồn gốc đó rõ ràng, là tôi sẽ chọn nó dễ dàng hơn. Không những thế, doanh nghiệp cũng nâng cao ý thức trong việc cung cấp sản phẩm sạch, an toàn đến người tiêu dùng khi có tới gần 400 điểm kinh doanh hiện đại, gồm siêu thị, cửa hàng tiện lợi, cửa hàng kinh doanh thực phẩm. Gần 1.000 trang trại nuôi heo cùng tham gia vào đề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo. Trong khi đó, nhiều chủ trang trại đã đầu tư hệ thống chuồng trại hiện đại hơn với quy trình chăn nuôi khép kín từ khâu chọn con giống đến thức ăn, đảm bảo vệ sinh chuồng trại. Có thể thấy chăn nuôi sạch từ trang trại cho tới bàn ăn là tiêu chí đang được nhiều doanh nghiệp trong ngành chăn nuôi hướng tới, đã đáp ứng đúng nhu cầu được sử dụng thực phẩm chăn nuôi an toàn của người tiêu dùng hiện nay. Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, với sự phát triển của nền kinh tế xã hội, ngành chăn nuôi nội địa cũng đang nỗ lực hướng tới các tiêu chuẩn chất lượng quốc tế để nhằm cung cấp cho người tiêu dùng nội địa những sản phẩm thực sự chất lượng, an toàn, đảm bảo vệ sinh thực phẩm và sức khỏe của người tiêu dùng. Để giúp cho quý vị khán giả có thêm một số những thông tin hữu ích, thiết thực liên quan đến vấn đề này, chúng tôi mời quý vị khán giả cùng theo dõi cuộc trò chuyện sau đây giữa chương trình Đồng hành Hàng Việt với Tiến sĩ Nguyễn Quốc Đạt, Phó Chủ tịch kiêm trưởng văn phòng đại diện của Hội Chăn nuôi Việt Nam. Xin chào quý vị khán giả. Dạ, rất vui được chào đón ông đến với chương trình Đồng hành Hàng Việt ngày hôm nay và cảm ơn ông đã dành thời gian cho chương trình. Thưa ông, xin được hỏi ông một vấn đề là thực phẩm xanh và sạch, đó là điều mà ngành nông nghiệp hiện nay đang hướng tới. Vậy thì với riêng ngành chăn nuôi, điều này đã và đang được thực hiện như thế nào? Xin ông chia sẻ với quý vị khán giả. Trong nền kinh tế thị trường, việc cung cấp sản phẩm chăn nuôi sạch xanh ra thị trường là hết sức cần thiết. Chính vì vậy, các doanh nghiệp lớn, đặc biệt là 26.000 cái doanh nghiệp vừa và lớn ở Việt Nam hiện nay đều đặt mục tiêu là sản xuất các sản phẩm sạch để cung cấp cho thị trường. Cơ sở sản xuất chăn nuôi Việt Nam đều phải đảm bảo các tiêu chuẩn sản xuất của Việt Nam. Đây là tiêu chuẩn tối thiểu bắt buộc. Ngoài ra, do mới đầu tư với cái công nghệ cũng như là thiết bị chuồng trại hiện đại, thì các doanh nghiệp đó đều sản xuất theo phương thức là chăn nuôi khép kín. Từ khi mà sản xuất con giống, thức ăn, chăn nuôi, giết mổ và cung ứng thị trường rất là tốt. Ngoài ra, thì mục tiêu của các doanh nghiệp đó còn hướng tới cái thị trường xuất khẩu, tức là phải đảm bảo tiêu chuẩn cao hơn kể cả tiêu chuẩn Việt Nam hiện nay đang sản xuất. Thưa ông, hiện nay thì các doanh nghiệp trong nước đang có những cái ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao nào để mà góp phần nâng cao năng suất cũng như là đưa ra những cái sản phẩm mà đáp ứng được cho các cái tiêu chí đang được ứng dụng hiện nay? Trong các công nghệ cao ứng dụng chăn nuôi thì rất nhiều các công đoạn khác nhau. Tôi nói ví dụ như là về sản xuất giống, hiện nay thì hầu như tất cả các doanh nghiệp lớn hay những cái mô hình chăn nuôi chúng ta hiện nay đều là sản xuất theo cái tháp giống 3 đến 4 cấp khác nhau. Tức là tất cả các con giống khi cung cấp cho thị trường để sản xuất thương phẩm đều là các con lai giữa các dòng hoặc các giống khác nhau. Ví dụ như con heo thường hiện nay là lai 4 giống. Sản xuất thức ăn thì hiện nay là hầu như là trên thị trường chúng ta đã sản xuất thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cung cấp cho con heo, con gia cầm. Và hiện nay thì chăn nuôi bò sữa chúng ta cũng dùng thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh. Rồi chuồng trại, hiện nay chúng ta cũng đã nhập những thiết bị và tương đối hiện đại, ví dụ như là chuồng kín về đảm bảo nhiệt độ, ẩm độ ổn định. Ngoài ra thì chúng ta cũng xây dựng rất nhiều những cái lò mổ hiện đại.
hiện nay phải đảm bảo các tiêu chuẩn, thậm chí cả tiêu chuẩn châu Âu, tiêu chuẩn của Mỹ để cho quy trình giết mổ có thể đưa thịt sạch ra ngoài, cung cấp ra ngoài thị trường. Thưa ông, đứng trước cái thực trạng mỗi một năm đều có những cái vụ rớt giá về sản phẩm chăn nuôi nói riêng và nói chung đối với sản phẩm nông nghiệp nội địa, thì xin được hỏi ông là chúng ta có nên xem việc ứng dụng những cái chuỗi quy trình khép kín từ khâu lựa chọn con giống, rồi thực phẩm chăn nuôi, giết mổ phân phối vân vân của một số các doanh nghiệp nội địa đang ứng dụng hiện nay, đó là một cái giải pháp hữu hiệu không? Và góc nhìn của ông như thế nào, xin ông chia sẻ thêm. Là đây nó có hai khía cạnh chúng ta phải biết rất rõ. Một là khi ứng dụng công nghệ cao trong chăn nuôi thì chúng ta sẽ là tăng được chất lượng. Còn tổ chức chăn nuôi thì chúng ta đảm bảo cho là vừa được giảm cái giá thành sản phẩm do chúng ta tránh các khâu trung gian. Như hiện nay chúng ta đang trong sản xuất hiện nay đang vướng phải. Nếu chúng ta tổ chức thành chuỗi được thì đây là một điều rất hữu ích. Vừa đảm bảo cho cái sản phẩm của chúng ta sạch, vừa đảm bảo là cái giá thành thấp, tức là nâng cao cái hiệu quả và cái lợi nhuận cho người chăn nuôi cao hơn. Tuy nhiên trên thị trường hiện nay thì nó có hai chuỗi rất là rõ ràng. Một cái chuỗi là chuỗi chăn nuôi khép kín là của các doanh nghiệp FDI và các doanh nghiệp lớn. Cái thứ hai hiện nay là đa số hơn 80% cái hộ chăn nuôi của chúng ta hiện nay là chăn nuôi nhỏ lẻ. Thế cho nên là việc mà để đảm bảo cho sản xuất và bền vững mà tránh những cái rủi ro về cái biến động của thị trường hiện nay ấy, thì chúng ta cần tổ chức thành cái chuỗi liên kết khép kín, tức là có doanh nghiệp lớn nào đứng ra để tổ chức bà con chăn nuôi và cung cấp giống, cung cấp thức ăn cho bà con tổ chức sản xuất và họ thu mua và giết mổ cung ứng cho thị trường. Thưa ông, thời gian qua thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta đã có việc là ứng dụng truy xuất nguồn gốc của sản phẩm thịt heo và gần đây là một số sản phẩm rau củ quả nữa. Thì xin được hỏi ông cái việc làm này đã có ảnh hưởng như thế nào đến ngành chăn nuôi hiện nay ạ? Cái giải pháp này là ảnh hưởng rất là tốt đối với ngành chăn nuôi này. Nhất là những người tiêu dùng đã biết cái sản phẩm của mình là được sử dụng sạch xanh và nguồn gốc từ đâu ra. Thì tuy nhiên bước đầu thì bao giờ cũng khó khăn cho những người sản xuất khi mà đưa một cái giải pháp mới. Nhưng điều này hết sức cần thiết để bảo vệ cái thương hiệu cũng như là bảo vệ cho những cái người mà chăn nuôi tốt hiện nay. Vì truy xuất nguồn gốc tức là chúng ta sẽ biết được nguồn gốc của cái sản phẩm chăn nuôi là sau khi giết mổ đến tận bàn ăn của người chăn nuôi này. Tức là cái người chăn nuôi phải chịu trách nhiệm đến tận cùng cái sản phẩm của mình. Thì các nước chăn nuôi tiên tiến họ đã làm từ lâu rồi, nhưng Việt Nam hiện nay mới mà bắt đầu, và tôi hy vọng là bà con sẽ ủng hộ. Thưa ông, để góp phần hỗ trợ cho các đơn vị doanh nghiệp cơ sở chăn nuôi nội địa có thể là ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong quá trình kinh doanh sản xuất của mình, thì trong thời gian tới hộ chăn nuôi có những cái kế hoạch, có những cái dự định cho hoạt động như thế nào, xin ông chia sẻ. Vừa cái xảy ra việc khủng hoảng về ngành chăn nuôi hiện nay rất là lớn, thì đấy là bài học không chỉ có quản lý nhà nước mà kể cả cho hội và các bà con chăn nuôi này. Cho nên là thời gian tới đây, hội chăn nuôi Việt Nam là đại diện cho 18.000 hộ chăn nuôi cũng như các doanh nghiệp trong chăn nuôi này, thì phải đặt cái quyền lợi của người chăn nuôi lên trên hết và đảm bảo là sao sản xuất chăn nuôi được bền vững và có hiệu quả. Thì cái mục tiêu của hội đó là đại diện quyền lợi cho bà con chăn nuôi, cùng bà con đồng hành để tìm các giải pháp đạt giảm giá thành và nâng cao hiệu quả chăn nuôi. Thế nên cái giải pháp đầu tiên của hội chăn nuôi đó là luôn luôn tìm tòi ứng dụng, đưa những tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, những con giống mới vào trong sản xuất này và phổ biến những cái mô hình chăn nuôi hiệu quả phù hợp thị trường cho bà con chăn nuôi. Chính vì vậy là hội đã xuất bản 2 tạp chí về khoa học, tức là đưa các công trình nghiên cứu khoa học mới nhất trong toàn quốc đến bà con chăn nuôi, và 2 là tạp chí về thị trường chăn nuôi, tức là đưa các mô hình tốt tiên tiến để phổ biến cho bà con chăn nuôi này. Cái thứ hai nữa là đặc biệt là những chính sách về hỗ trợ về phát triển chăn nuôi theo đúng hướng, tức là chuyển dần từ sản xuất nhỏ manh mún sang sản xuất lớn hàng hóa trang trại. Thưa ông, chúng tôi xin được một lần nữa cảm ơn ông đã dành cho chương trình Đồng hành Hàng Việt ngày hôm nay một cuộc trò chuyện rất là thiết thực và mang đến nhiều thông tin hữu ích cho quý khán giả. Xin kính chúc ông sức khỏe và mong sớm có dịp chúng ta lại ngồi lại với nhau và mang đến cho quý vị khán giả một cái trò chuyện nhiều thông tin hữu ích như vậy. Thưa quý vị và các bạn, vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giao lưu giữa chương trình Đồng hành Hàng Việt với khách mời trong chương trình ngày hôm nay có liên quan đến vấn đề các cơ sở chăn nuôi nội địa đang nỗ lực ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao để mang đến cho người tiêu dùng những cái sản phẩm chăn nuôi chất lượng, đáp ứng các tiêu chuẩn đang được ứng dụng hiện nay. Để tiếp tục chương trình, mời quý vị khán giả chuyển đến một phóng sự ngắn qua chuyên mục Thị trường tiêu dùng.
Sobigon Extra, thêm dưỡng chất cho trái tim khỏe. Tà lốc thì được mua ngoài chợ 42. Cây chú biết đâu hà nhò tư hết. Cảm ơn bà con. Rất là vui và rất là hạnh phúc ạ. Bữa cơm yêu thương 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này. Nếu như trước đây, tại các công trình công cộng như thế này của huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu, loại đèn được sử dụng chủ yếu là đèn sodium cao áp, loại đèn tiêu thụ nhiều điện năng và tốn kém chi phí cho vấn đề bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa, trong khi hiệu quả sử dụng lại khá thấp. Thông qua hoạt động xã hội hóa với sự đầu tư toàn bộ của doanh nghiệp trong việc thay thế hệ thống chiếu sáng đèn cao áp bằng đèn LED tiết kiệm điện, huyện Đất Đỏ giờ đây không chỉ có diện mạo mới, mà còn trở thành một trong những huyện đi đầu trong vấn đề bảo vệ môi trường. Cuối năm 2016 thì huyện có chủ trương thay đổi cái đèn LED tiết kiệm điện, thì chúng tôi đánh giá được cái hiệu quả sử dụng rất là cao, thì mức độ tiết kiệm điện 45-48%. Rồi còn là về cái chất lượng ánh sáng thì cái độ sáng nó được rải đều. Về mỹ quan đô thị, đối với cái bóng đèn LED này nó nhỏ gọn và nó rất là đẹp. Sau khi thay thế hệ thống đèn LED thì cái chỉ số điện năng tiêu thụ hàng tháng giảm rất là nhiều. Chi phí điện năng tiêu thụ so với cái hệ thống đèn sợi đốt trước đây thì hiệu quả sử dụng của đèn LED rất là tốt, ánh sáng được ổn định, đèn hoạt động rất ổn định. Loại đèn LED được sử dụng tại các công trình công cộng của huyện Đất Đỏ là sản phẩm đèn LED Kafaco do công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu khai phát lắp ráp. Loại đèn này được lắp ráp dựa trên công nghệ hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001-2015 và được đánh giá cao khi mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng, góp phần thay đổi đáng kể chất lượng đời sống đô thị như cải thiện chất lượng chiếu sáng, giảm tai nạn giao thông, giảm lượng phát thải khí CO2 gây hiệu ứng nhà kính, ô nhiễm môi trường và đặc biệt là tiết kiệm điện năng, giảm thiểu tình trạng thiếu điện. Thứ nhất thì qua theo dõi thì sản lượng điện giảm khoảng một nửa. Thứ hai là góp phần là giảm tải trên lưới điện vào giờ cao điểm ban đêm. Đèn cũ bỏ là thay đèn LED mới thì thấy trên đường này là rất là sáng. Đèn LED Kafaco được phân chia làm nhiều loại khác nhau, phù hợp với từng mục đích sử dụng như công trình công cộng, hộ gia đình hay trong các ngành sản xuất công nghiệp. Người tiêu dùng có thể tìm thấy nhiều loại đèn LED Kafaco khác nhau như đèn tuyết, đèn gắn trần, đèn dưới nước, đèn sân khấu, đèn âm sàn, đèn phản quang âm trần. Ưu điểm chung của các loại đèn này là về tuổi thọ lâu bền, hoạt động ổn định, phân bổ quang thông hợp lý, hiệu suất chiếu sáng cao, khả năng điều chỉnh linh hoạt, tiết kiệm điện năng. Đèn LED thì tiết kiệm trên 85% điện năng tiêu thụ, tỏa nhiệt ít hơn và nhiệt độ làm việc thấp hơn đèn thông thường. Tuổi thọ đèn LED hơn trên 50.000 giờ, ánh sáng hoàn toàn phù hợp sử dụng cho mọi không gian. Ngoài ra đèn LED không nhấp nháy, không chói mắt, ánh sáng ổn định nên không gây hại cho mắt và bảo vệ mắt cho người tiêu dùng. Thân thiện với môi trường và an toàn cho người sử dụng, giảm nguy cơ cháy nổ. Đèn LED thay thế vô cùng đơn giản vì có thể thay trực tiếp. Vì những ưu điểm vượt trội trên mà công ty khai phát đưa ứng dụng LED vào hầu hết các thiết bị chiếu sáng trong chiến lược hoạt động kinh doanh của mình. Mô hình xã hội hóa việc đầu tư hệ thống chiếu sáng thân thiện với môi trường như huyện Đất Đỏ và công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại dịch vụ xuất nhập khẩu khai phát đang thực hiện còn khá mới mẻ tại Việt Nam. Tuy vậy, không thể phủ nhận về hiệu quả mà mô hình này đem lại khi huyện Đất Đỏ có được hệ thống chiếu sáng với chất lượng tăng lên, tiết kiệm được đáng kể chi phí tiền điện, bảo trì và bảo dưỡng mà không phải chi trả bất cứ khoản phí nào.
với các gia đình, dầu ăn là một nguyên liệu hầu như không thể thiếu, góp phần làm nên những món ăn ngon, hấp dẫn. Tuy vậy, một điều mà chưa hẳn người tiêu dùng nào cũng đã hiểu rõ, đó là nguồn dưỡng chất mà dầu ăn cung cấp cho cơ thể người sử dụng. Theo đó, những dưỡng chất được tìm thấy nhiều nhất trong các loại dầu ăn hiện nay có thể kể đến như chất béo, vitamin A, D, E, K. Theo bảng thành phần thực phẩm dinh dưỡng Việt Nam do Viện Dinh dưỡng thuộc Bộ Y tế ban hành, trong dầu đậu nành, một trong những nguyên liệu chính để sản xuất dầu thực vật hiện nay, thì tỷ lệ axit béo không no chiếm 81,2%, bao gồm cả axit linoleic và oleic, thì có từ 7 đến 9% thành phần là axit linoleic 3 nối đôi. Một số loại dầu thực vật được chiết xuất bằng công nghệ cao như dầu nành Sobigo Extra, dầu ăn hảo hạng Bocadeli hay dầu ăn chất lượng Sengo còn lưu giữ được các vi chất dinh dưỡng giàu omega 3, 6, 9, vitamin A, E, không có cholesterol, tốt cho tim mạch. Khi mà chúng ta sử dụng dầu ăn thì thường là chúng ta dùng để chiên hoặc là xào. Vì vậy mà khi mà chúng ta sử dụng với một cái ngọn lửa lớn, tức là nó sẽ làm cho cái dầu này nó nóng sôi lên. Và thường là cái nhiệt độ từ 150 độ trở lên thì nó sẽ sinh ra những cái chất gọi là chất bị oxy hóa. Tức là cái dầu nó bị oxy hóa thành những cái peroxide. Và đây là những cái chất không tốt cho sức khỏe của chúng ta. Vì vậy một cái lưu ý là chúng ta có thể là để cái chảo thật là nóng. Sau đó chúng ta hãy bỏ dầu vào và chúng ta bỏ ngay thực phẩm vào để chúng ta có thể chiên xào được ngay. Bởi vì cái thói quen của những người nội trợ là thường là chúng ta bỏ dầu trước khi cái chảo nóng. Và sau đó cái nhiệt độ tăng cao thì cái nhiệt độ dầu nó sẽ bị sôi lên ở một nhiệt độ là trên 150 độ C. Thì nó sẽ sinh ra những cái chất rất là nguy hiểm cho cơ thể của chúng ta. Thông thường dầu ăn được phân làm hai loại, loại chịu được nhiệt cao sử dụng cho các món chiên xào, loại chịu nhiệt thấp thường dùng để ướp thực phẩm hoặc ăn trực tiếp. Dầu ăn sau khi đã sử dụng cũng không nên dùng lại, bởi lúc này dầu ăn sẽ có lẫn các thành phần khác nhau như nước hay còn gọi là thủy phân, các vụn của thức ăn, mùi thực phẩm tạo thành do thức ăn đã chiên. Trong đó thủy phân có trong dầu ăn là quan trọng nhất. Đây chính là thành phần làm cho dầu bị oxy hóa, làm xảy ra một số phản ứng lên men. Do đó một số vi khuẩn sẽ làm biến đổi bản chất của dầu, tạo thành một số chất gây ung thư. Dầu ăn là một trong những nguồn cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Vì thế, việc người tiêu dùng sử dụng đúng cách để sản phẩm này phát huy đúng và đầy đủ những tác dụng là rất cần thiết để chăm sóc tốt hơn cho sức khỏe của bản thân và gia đình. Kính thưa quý vị và các bạn, cứ mỗi một phần quà được trực tiếp trao đến tận tay các vị khán giả may mắn của chương trình Đồng hành Hàng Việt thông qua chuyên mục Quà Việt Hàng Việt, chúng tôi, những người thực hiện chương trình, luôn cảm thấy có một niềm hân hoan khó diễn tả. Và với chương trình kỳ này, xin mời quý vị khán giả hãy đến với đáp án của câu hỏi kỳ trước và chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem hai vị khán giả may mắn của chương trình kỳ này là ai. Đáp án mà chương trình đưa ra đối với câu hỏi kỳ trước đó là chức danh của khách mời trong chuyên mục Tọa đàm Hàng Việt kỳ 161 là Tổng Thư ký Hiệp hội Rau quả Việt Nam. Có khá nhiều đáp án đúng đã được gửi về ở kỳ này và may mắn đã mỉm cười với khán giả Mã Trường Nhuận ở địa chỉ lầu 2, số nhà 175 đường Gia Phú, phường 1, quận 6. Với câu trả lời đúng được gửi về sớm nhất, kỳ này anh Mã Trường Nhuận đã nhận được 4 triệu đồng và 2 thùng dầu ăn hảo hạng Vocadeli. Trong khi đó, 2 thùng dầu ăn hảo hạng Vocadeli của giải nhì kỳ này đã được trao cho chị Nguyễn Thị Hằng ở địa chỉ 95 Lý Tự Trọng, phường 1, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Quà tặng của chị Nguyễn Thị Hằng sẽ được ban biên tập gửi về theo địa chỉ mà chị đã đăng ký trả lời câu hỏi. Kính thưa quý vị và các bạn, chỉ trong ít phút nữa thì trang thông tin điện tử tổng hợp www.đồnghanhhangviet.com của chương trình Đồng hành Hàng Việt sẽ đăng tải câu hỏi của chương trình kỳ này. Quý vị khán giả chỉ cần đăng nhập gửi câu trả lời hoặc nhắn tin về tổng đài 8200 theo đúng cú pháp trong thời gian nhanh nhất. Câu trả lời có nội dung chính xác nhất thì sẽ có cơ hội để trở thành khán giả may mắn tiếp theo của chương trình Đồng hành Hàng Việt. Kính chúc quý vị khán giả thật nhiều may mắn. Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Qua Việt Hàng Việt cũng đã khép lại thời lượng của chương trình Đồng hành Hàng Việt ngày hôm nay. Như mọi khi, Phương Trinh xin được nhắc lại hộp thư điện tử bbt.đồnghanhhangviet@gmail.com, đường dây điện thoại 028 2200 2714,
22002816 của chương trình Đồng hành Hàn Việt luôn sẵn sàng đón nhận mọi ý kiến đóng góp, thông tin chia sẻ từ quý vị khán giả xem đài gần xa. Thưa quý vị, chương trình này do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và Công ty Cổ phần Truyền thông Long Việt phối hợp thực hiện, được sự tài trợ của Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam Vocarimex. Xin chân thành cảm ơn, hẹn gặp lại. Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này. Dầu ăn Sobigon Extra. Sobigon Extra, thêm dưỡng chất cho trái tim khỏe. Tà lốc thì được mua ngoài chợ 42. Cần chú biết đâu hài nhò tôi hết. Cảm ơn bà con. Rất là vui và rất là hạnh phúc ạ. Bữa cơm yêu thương 7 giờ sáng thứ bảy hàng tuần trên HTV7. Vocarimex hân hạnh tài trợ chương trình này.